Mến chào mọi người và các bạn và cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh của Phước Hiền nha. Hiện tại thì mình đang có mặt cách cầu Phong Châu khoảng một cây số. Và đây là cái hiện trường mà các anh xe cuốc cũng như là người nhà đang tìm kiếm Sơ Bích Hằng hả mọi người. Hôm qua thì mình có gửi cho mọi người xem một đoạn video là các anh dùng chiếc xe cuốc nhỏ. Hôm nay thì chơi nguyên cái xe cuốc cần dài để đào bới nha. Và cái mật độ sâu hiện tại các anh đang đào thì đâu đó khoảng 4 mét hoặc là hơn, rất là sâu rồi. Mà và cái diện tích rộng thì rất là rộng nha. Không biết thì điều may mắn có xảy ra cũng như là phép nhiệm màu này kia có xuất hiện hay không. Còn cái vấn đề mà cái này là mình chỉ quay, mình nói theo thực tế hiện tại đang xảy ra cho mình nhỏ mọi người đang xem. Còn đúng sai hay là tin hay không tin gì đó thì đó là vào khán giả. Nhưng mà quan trọng chỉ cần người nhà của Sơ Hằng tin là được nha mọi người. Vì cái quan trọng là người nhà thôi. Chiếc hôm qua thì 1 giờ 800 ngàn. Không biết là chiếc siêu to khổng lồ này bao nhiêu đây. Cần này dài thì đâu đó khoảng 15-16 mét ha. Múc thì rất là sâu đó mọi người. Mà phải nói là công nhận ở sông Hồng này cái cát đó, mỗi một năm thì có lũ về thì phải nói là cát rất là nhiều. Không biết là ở đây khai thác nó có nhiều như là ở dưới miền Tây của mình không, thì cái vấn đề này mình không có gành, không có dám nói cái vụ khai thác. Và cái nội dung chính hôm nay là có những bạn kia chia sẻ là trước khi mà dùng xe cuốc này móc tìm kiếm Sơ Hằng thì có nhà ngoại cảm thầy Hướng ở bên Nam Định thì có cũng làm cái cách mà giống như là làm cái gì ta, mình gọi là sao, cái gì ngoại cảm á mọi người. Cũng đã tìm được hai người ở bên nôm ở bên Lào Cai á, đã tìm được hai người á, cho nên thì người nhà của Sơ Hằng mới liên hệ tới thầy đó xuống tới cầu Phong Châu để tìm cách hoặc là chỉ điểm, chỉ vị trí cho xe cuốc tìm kiếm đây. Thì hôm nay đã là ngày thứ ba rồi nha. Và mình nhìn cái lỗ mà của các anh đào ra chắc khoảng 20 mét vuông, mình nghĩ là khoảng hơn 20 mét vuông ta. Cũng khá là rộng rồi. Và người nhà thì vẫn ngồi chờ đợi như kiểu này đây. Đây cái vị trí sâu dưới này thì có nước nha mọi người. Thì mấy ảnh đào một tí thì sẽ bơm nước ra. Tính từ ngày mà sập cầu Phong Châu đến hôm nay, từ ngày 9 tháng 9, hôm nay là ngày 26 tháng 9 thì cũng đã một tháng 20 ngày. Gần một tháng 20 ngày mọi người, nói chung là gần 2 tháng rồi. Hy vọng là nếu mà có cái kỳ tích xảy ra mà trong cái môi trường cát như thế này thì chắc mình nghĩ rằng là còn có thể nhận dạng được. Tại vì nếu như mà Sơ Hằng thì sẽ có mặc đồ của bên, nếu mà đi bên nhà thờ mọi người thì có thể là mặc bộ đồ của bên đạo á. Còn như đồ bình thường thì mình, nếu mà còn quần áo này kia thì chắc có nghĩ là mình nhận dạng được bình thường nha. Quần áo thì không thể nào mà sai lệch được.
tự nhiên có cái lỗ gì khá là sâu ha mọi người. Chỉ có cái gào cần già như thế này thì mới có thể là đào sâu hơn và xa hơn và nhanh hơn. Nếu mà như mà cho dù những chiếc xe cuốc như thế này đào 1 tiếng bây giờ là 2 triệu đi chăng nữa, nếu mà xác định 100% là tìm được sơ hằng thì người nhà cũng không có tiếc tiền cũng như là suy nghĩ vấn đề. Mình chỉ lo ngại là sợ với một cái số tiền bỏ ra nó khá là nhiều mà không được cái gì á thì nó cũng hơi gọi là uổng á mọi người. Biết bao nhiêu cát mà nói luôn ha, đào cái này nó rớt lên rớt xuống lên xuống hoài khá là lâu và mất thời gian rất là nhiều. Thầy đang cầm cái cây trong trống để quay đó mọi người, tìm vị trí chính xác hay chưa thì chờ sau khi mà kết thúc mọi người sẽ biết rõ ràng hơn. Bây giờ thì mình quay mình cũng không có dám khẳng định chắc chắn 100%, mà cũng không phải là không tin mà cũng không phải là tin nhiều. Nói chung là mình ở cái vị trí 50-50 nha. À, không biết là ý kiến của khán giả mọi người như thế nào. Đang cái này là mình đang nói về hướng thầy, để đang nói về xu hướng là ông thầy nha. Còn người nhà thì mình cũng như lúc đầu mình đã nói với mọi người, cho dù là 1% cơ hội là có, người nhà ta vẫn sẵn sàng tìm kiếm. Nhưng mà mình sợ là sợ cái vấn đề là mặt đó đó mọi người. Mình không có nói người nhà nha. Cát ở đây thì mình thấy nó có lớp nè mọi người, có chỗ cái rãnh này nè. Cái này chắc mình nghĩ nó theo năm theo tháng nè. Để xem thì hồi nãy lý do cái lúc mà thầy đang sử dụng cái cây quay á bị
khuất cái rào xe cuốc này, để xem tí nữa chú có quay chỗ đó không. Bỏ túi rồi mọi người. Hiện tại thì cái mực nước sông Hồng hiện tại kế chỗ này mọi người là nó đã giật rất là cạn rồi. Và cái vị trí mà mặt cát này đây thì nếu mà tới tính theo mặt nước á, thì đâu đó khoảng 5-6 mét nước, 5-6 mét cát nha. Đống cát rồi là nó muốn hút cái chiếc xe cuốc luôn các bạn. Còn cái hố thì không biết sâu bao nhiêu nữa để mình leo lên trên cây dòm xuống cho mọi người xem. Quá trời sâu các bạn.
Ây da. Đây cái chiếc này là cái chiếc hôm qua nè mọi người, làm không có nhanh hay sao đó nên thì đã điều động thêm cái chiếc mới nha. Thôi thì mình chỉ cập nhật ít phút như vậy đây để gửi đến cô chú anh chị và mọi người xem với mình thôi nha. Bây giờ mình chính thức về quê đây. Chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.